Đang viết xin chào bạn. Sau đây Hải đang giới thiệu các bạn cần ISO khuyên nhỏ hãng GVKF sản xuất. Có 3 kích thước các bạn cầu. Quay tổng thể các bạn rồi tí quay chi tiết sau. Bát ra máy thấp các bạn nhé. Hai tông màu chính, màu sữa và màu đen. Có ba kích thước các bạn nhé, 36, 36, 4,5 và 54. Đây là đang cầm cần 36 GVKF của China sản xuất. Chất liệu carbon các bạn nhìn cái này rõ hơn. Carbon fixing. Giống kiểu vân gỗ, thớ của gỗ, thớ dọc. Đây là thớ dọc. Đây bát gà máy thường. Logo của hãng GVKF. Chuôi cần này ạ. Khuyên một cần đó. Khuyên được mà mạ vàng loại nha. Mạ vàng. Bạn xem. Nên khuyên ạ. Cái nhỏ một ngọn là 2 ly các bạn bẻ đó các bạn uốn thử tải cho bạn xem luôn đốt ngọn. Thử cho bạn xem. Rất ok. Đấy, khuyên rất đẹp. Cần này hai tông màu chính. Màu đen này, màu đen tím đầu. Nếu dòng cần này các bạn chuyển sang cần tay cũng được. Cần tay hỗ trợ máy các bạn tháo cái khuyên này ra cũng được. Đều được hết. Tháo khuyên này ra câu dùng cần tay cũng hay hơn, chơi bạo lực cũng được. Đấy, bạn nào thích chơi bạo lực cần tay thì chuyển hết khuyên này ra. Tháo hết khuyên này ra chơi cần tay cũng được. Phần tay nhưng mà bát này cứ để hỗ trợ máy không thì cũng tháo ra cũng được. Đấy. Vừa rồi Hải đang vệ sinh đã giới thiệu các bạn cần ISO khuyên nhỏ của hãng GVKF sản xuất. Cần này có 3 kích thước 36, 4,5 và 54. Hải đang vệ sinh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang vệ sinh.